Chào mừng các bạn đến với buổi thứ hai của chương trình 15 phút tập viết mỗi ngày. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ học viết chữ cờ, chữ A, cờ AK, cờ AK huyền cà và cờ AK sắc cá. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tư thế ngồi viết đúng là ngồi thẳng lưng, ngồi hết mặt ghế, hai chân chạm đất. Mắt cách mặt vở 25 đến 30 cm. Hơi cúi về phía trước. Cách cầm bút đúng là dùng ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chụm vào. Lực nắm vừa phải, không mạnh quá, không nhẹ quá. Ngón trỏ thẳng với ngòi bút, cách ngòi bút 2,5 cm. Cách đặt vở đúng là để vở nghiêng so với mặt bàn 15 độ. Như hình minh họa phía dưới. Trong giai đoạn đầu, các bạn nên đánh dấu vị trí đặt vở để dễ dàng viết hơn. Động tác viết đúng là chúng ta sử dụng cánh tay để viết như tôi minh họa dưới đây. Các bạn hãy làm theo tôi, giang tay ra. Sau đó, cử động như thế này để quen dần với động tác viết. Nếu các bạn sử dụng ngón tay sẽ làm cho việc viết nhanh mỏi và không viết được chữ to. Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi động cho tay ấm lên. Các bạn nhớ nhé, khi viết nét xuống thì viết mạnh, mà viết nét lên thì viết nhẹ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vẽ hình tròn. Các bạn hãy làm theo tôi nhé. Viết nét xuống mạnh, viết nét lên nhẹ, viết nét xuống mạnh, viết nét lên nhẹ. Mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ. Các bạn hãy viết thật nhanh. Dừng. Bây giờ chúng ta sẽ viết theo chiều ngược lại. Mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ. Các bạn viết hay viết? Các bạn hãy viết nhanh lên một chút. Dừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Các bạn nhớ, hãy vẽ to ra, dùng lực của cánh tay để vẽ. Hãy làm theo tôi. Mạnh, mạnh, nhẹ, nhẹ, 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 mạnh, mạnh, nhẹ, nhẹ. Viết nhanh. Dừng. Bây giờ sẽ là một động tác khó hơn. Vẽ hình số 8, nằm. Nét xuống mạnh, nét lên nhẹ, nét xuống mạnh, nét lên nhẹ, nét xuống mạnh, nét lên nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ. Nhanh hơn, viết nhanh hơn. Dừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ số 8 đứng. Bắt đầu. Viết mạnh xuống, viết lên nhẹ, viết mạnh xuống, viết lên nhẹ, viết mạnh xuống, viết lên nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, viết nhanh hơn. Dừng. Chúng ta đã kết thúc phần khởi động và chuyển sang phần viết chữ. Bài tập đầu tiên trong ngày hôm nay đó là viết nét sổ thẳng với chiều cao là 2 ô ly. Các bạn sẽ thực hiện viết 2 dòng kẻ. Bắt đầu.
Bài tập thứ hai, chúng ta sẽ tập nối các nét sổ lại với nhau. Các bạn hãy cố gắng viết liền nét. Bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện viết hai dòng vở. Bắt đầu. Trong bài tập thứ ba, chúng ta sẽ viết hình lò xo với chiều cao là 2 ô ly. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này trong hai dòng vở. Các bạn nhớ quy tắc là nét xuống thì viết mạnh và nét lên thì viết nhẹ. Các bạn hãy làm theo tôi nhé. Bắt đầu. Bài tập thứ tư, chúng ta sẽ viết chữ O với 3 lần mỗi chữ. Chúng ta sẽ viết bài này trong hai dòng vở. Mọi người hãy làm theo tôi nhé. Mạnh xuống, nhẹ lên, mạnh xuống, nhẹ lên, mạnh xuống, nhẹ lên, chuyển. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống. Viết nhẹ lên, chuyển. Bài tập thứ năm, chúng ta sẽ kết hợp nét sổ cùng với chữ O để tạo thành chữ A. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này trong hai dòng vở. Các bạn hãy làm theo tôi nhé. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Nét sổ, chuyển. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Nét sổ, chuyển. Trong bài tập thứ 6, chúng ta sẽ học viết chữ cờ với chiều cao là
hai ô ly, các bạn sẽ viết một dòng vở. Bắt đầu. Viết mạnh xuống, hất lên nối. Viết mạnh xuống, hất lên nối. Viết mạnh xuống, hất lên nối. Bây giờ chúng ta sẽ dành một phút để thư giãn. Các bạn hãy làm theo tôi nhé. Quay đầu sang phải, quay đầu sang trái, quay đầu sang phải, quay đầu sang trái, quay đầu vòng tròn, quay đầu vòng tròn. Dang hai tay ra, đưa hai tay về phía trước, giơ hai tay lên. Vặn người sang trái, vặn người sang phải, vặn người sang trái, vặn người sang phải. Bây giờ các bạn hãy nở một nụ cười thật tươi. Tốt lắm. Bài tập thứ 7, chúng ta sẽ tập viết chữ co, cờ, o, cờ o co trong hai dòng vở. Bắt đầu. Viết mạnh xuống, hất nối. Viết chữ o 3 lần. Mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ, chuyển. Viết mạnh xuống, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống, chuyển. Viết mạnh xuống, hất nối, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên, viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Trong bài thứ 8, chúng ta sẽ học viết chữ K, cờ, A, cờ, A, K. Các bạn sẽ thực hiện bài tập này với 3 dòng vở. Bắt đầu. Viết mạnh xuống, hất lên nối. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Sổ thẳng, móc nối. Viết mạnh xuống, hất lên, nối. Viết chữ O 3 lần. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. Nét sổ, nối. Viết mạnh xuống, hất lên. Viết chữ O 3 lần. Viết mạnh xuống, viết nhẹ lên. 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 So. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết chữ K, một dòng vở. Cờ,
A cờ A K K K cờ A cờ A K. Chúng ta sẽ viết chữ cá với một dòng. Bắt đầu. Cờ A cờ A ca sắc cá. Cờ A sắc cờ A ca sắc cá. Chúng ta sẽ viết chữ cờ AK huyền cả trong một dòng vở. Bắt đầu. Cờ A huyền cờ AK huyền cả. Cả cờ A huyền cờ AK huyền cả. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành ngày thứ hai của chương trình 15 phút tập viết mỗi ngày. Nếu bạn có điều gì khó khăn trong việc tập viết, hãy phản hồi lại với tôi. Trong ngày thứ ba, chúng ta sẽ tập viết chữ E, chữ G, chữ Đ, chữ Đa và chữ Đe. Hẹn gặp lại các bạn.